là không phải là nam, không là nữ, thiên thần không phải là giống con người. Thiên thần nó không phải là con người, nên mọi người đừng có ép những cái thứ của con người như là giới tính đi vô con vô con thiên thần nha mọi người. Con thiên thần nó khác con người đó. Rồi con quỷ con ma mà gắn cái cánh cho thì cũng phải con thiên thần nha mọi người, nó vẫn là con quỷ con ma nha. Mọi người lại là đi đây và chào mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot tâm sự cùng người lạ Tà Ra. Ok, một tuần đã trôi qua rồi và Dear đang quay trở lại với tập linh tinh chuyện tâm linh của ngày hôm nay. Chắc hẳn là những cái bạn nào mà đang đợi chờ đi ra những cái tập linh tinh chuyện tâm linh liên quan đến tarot đang hận đi lắm, cứ nghĩ là cái tập tuần này á là đi sẽ ra linh tinh chuyện tâm linh tarot nữa đây. Nhưng mà biết sao mọi người, do là mấy tuần liền á đi đều làm về tarot rồi cho nên mình đổi gió chút xíu đi, mình thật sự mình hãy quay lại về vấn đề linh tinh tâm linh đi. Nói chung là rồi đi vẫn sẽ làm những cái video về hướng dẫn đọc tarot và những cái tầng nghĩa tarot tiếp, mọi người đừng có lo là tôi không bỏ mọi người đâu. Thì như cái tiêu đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về những cái vị thiên thần, những vị thiên sứ và tìm hiểu họ xem là họ thiên thần là họ như thế nào, họ ra sao và có những cấp bậc thiên thần như thế nào. Thì đi sẽ khẳng định lại cái thiên thần này là thiên thần trong quan điểm của Kitô giáo chứ không là thiên thần trong một số cái nền tôn giáo khác. Do là các bạn phải hiểu là trong rất là nhiều những cái nền tôn giáo như là Hindu nè, rồi Hindu rồi xong rồi những cái nền tôn giáo gọi là nền tôn giáo bản địa hoặc là những cái nền tôn giáo ở những cái ở những cái tôn giáo lớn khác, họ hoàn toàn có những cái thiên thần, những vị thiên thần của họ. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về những cái vị thiên thần chung chung đó, mà đi sẽ nói thiên thần trong cái văn hóa của Kitô giáo. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta phải hiểu được rằng là thiên thần là cái gì. Mà khoan, tôi nói tới đây cái tôi phải nói với mọi người một cái vấn đề là phải xin lỗi mọi người nếu mà ngày hôm nay mọi người có nghe cái giọng của tôi nó bị ngợp ngợp á thì cũng kệ nó đi nha. Do là sau một cái lần lỡ dại thèm sầu riêng và tôi đã đi ra chợ mua hai trái sầu riêng mọi người. Tôi nhớ là cái muối sầu riêng nó còn muối nào cái đấy nó to như vậy mà thơm lắm, nó thơm. Sau đó ăn trong vòng một đêm, cái sáng ngày hôm sau đi thức dậy với một cái miệng câm nín, silent mouth, câm nín luôn mọi người, bởi vì đi bị sưng amidan. Xong á bây giờ nói chuyện nó bị ngợp ngợp, bị nghẹt rất là đau, cho nên mọi người nhớ bỏ qua cho đi nha. Và đi cũng đã cố gắng lắm nên mới có thể nói chuyện được một cách trôi chảy như bây giờ nên mọi người lỗi nhỏ thôi, không thành vấn đề. Và hiện tại thì cái chỗ mà đi đang quay á, người ta cũng đang có xây dựng á, cho nên một hồi mấy bạn sẽ có thể nghe những cái tiếng đạ lịch kịch lạch cạch chình chịch kình kịch đó, thì các bạn cứ bỏ qua hết đi. Nói chung đó là những cái âm thanh cuộc sống thường ngày, bạn hãy yêu thương nó nha. Còn bây giờ thì chúng ta vào chủ đề chính thôi. Khởi đầu thì chúng ta phải tự xác định được là thiên thần là họ như thế nào, bản chất của họ là gì. Thì thiên thần là những cái thực thể hay còn gọi là những cái thụ tạo của Thiên Chúa tạo dựng nên để kiểu giống như là để giúp Ngài cai quản những thứ xung quanh Ngài nữa. Thì tại sao mà đi biết mấy cái này? Thì đầu tiên phải đặt ra một cái tiền đề là đi là người đạo Công giáo và đi cũng có thường xuyên đọc về những cái quyển nói về những cái tôn giáo khác nhau cũng như những cái kiến thức về tâm linh á, cho nên đi cũng biết sơ. Cho nên ngày hôm nay là ngồi đây để chia sẻ thôi, cho nên là đừng có mẹ là bắt chẹt tôi nha. Bắt chẹt thì hãy comment xuống phía dưới là bổ sung thêm cho đi, chứ đừng nói là tôi sai chứ tôi không biết tôi sai chỗ nào. Đó, nếu mà đi có đang nói thiếu cái gì hoặc là nói chưa đúng cái gì thì mọi người nhớ bổ sung cho đi nha. Ok. Quay lại thì thiên thần á là những cái thực thể mà được Thiên Chúa tạo dựng. Thì những cái vị thiên thần này á, họ là những cái hình, họ không có hình dạng nhất định, họ không có hình dạng nhất định nha. Chứ không phải thiên thần là mình tưởng tượng là con người đẹp đẽ xong mái tóc vàng hoe xong xoăn bồng rồi đánh cái màu môi rồi xong mắt lơ đễnh người đẹp và có cánh bay là không phải đâu. Không phải thiên thần chỉ là như vậy thôi, và thiên thần nó có còn những cái hình dạng siêu cấp hơn nữa, là thiên thần tiến hóa mega đó mọi người. Ai có coi Pokemon thì biết tôi ghiền lắm đó. Rồi đó, thì cái thiên thần á, họ là những cái thực thể gọi là những cái thực thể tâm linh được Thiên Chúa tạo dựng, và họ không có chết, họ bất tử, họ cũng không là nam, họ cũng không là nữ, họ vô thường. Mọi người tới đây mọi người sẽ bắt chẹt, ê bậy, con đi nó nói bậy nè, con đi nó nói không nam không nữ, tại sao có cái hình ảnh thiên thần này nam, hình ảnh thiên thần kia nữ. Nói rõ ràng thì mọi người phải hiểu là hình ảnh thiên thần đó là những hình ảnh mà con người người ta chế tác ra, hoặc là trong những cái lúc mà con người và các vị thiên thần ấy á có những cái sự tiếp xúc
trực tiếp thì những cái vị thiên thần ấy hiện ra với hình dạng của một người nam hoặc một người nữ, cho nên người ta hay kiểu là người ta mô phỏng lại những cái vị ấy theo những cái giới tính đó thôi, chứ bản chất thiên thần là không phải là nam, không là nữ. Thiên thần không phải là giống con người, thiên thần nó không phải là con người, nên mọi người đừng có ép những cái thứ của con người như là giới tính đi vô con vô con thiên thần nha mọi người. Con thiên thần nó khác con người đó. Rồi con quỷ con ma mà gắn cái cánh cho thì cũng phải con thiên thần nha mọi người, nó vẫn là con quỷ con ma nha đó. Thì thiên thần là như thế, họ là những cái thực thể tâm linh và họ thường xuyên ở kế cạnh Thiên Chúa để giúp Chúa cai quản những cái vấn đề trên toàn cái cõi xã hội, toàn cái cõi universal này đó. Thế kiểu từ thế giới song song tới thế giới vô hình, cho thế giới gương, cho thế giới 3D, 4D, cho thế giới gì đó, nói chung là cũng sẽ được những cái vị thiên thần này quản nhiệm. Đó. Thì chúng ta phải biết là có bao nhiêu thiên thần và những cái thiên thần như thế nào. Để họ là có bao nhiêu thì có rất rất nhiều, có vô vàn thiên thần. Và hở mà mỗi ngày con người á sinh ra một cái ngành nghề gì mới hoặc là một cái thứ gì mới thì thực chất cái đó là một cái thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho thế giới mình thôi, thì lại có một thiên thần nữa được bật ánh sáng lên, thì cái là được turn on cái thiên thần đó dạng tôi ví dụ thôi nha, nếu mà có xài thì bỏ qua, ví dụ như là thiên thần iPhone X chẳng hạn đó. iPhone X ra có thiên thần iPhone X, thiên thần bảo trợ cho những chiếc iPhone X đó, thì nói vậy thôi chứ xàm đó không có đâu. Thì những cái thiên thần này họ như thế nào? Thì quay lại về thời kỳ Trung Cổ, và nhất là nở rộ vào tầm cuối những cái thế kỷ thứ 5 của thời kỳ Trung Cổ á. Thì trong khoảng thời gian này á, người ta nghiên cứu về huyền học rất 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 là nhiều. Kiểu giống như là người ta bắt đầu con người khai phá những thứ xung quanh họ, khoa học và huyền học và nghệ thuật. Thì trong đó có một cái nhà huyền học, một cái nhà triết gia về huyền học, ông ấy rất là nổi tiếng. Ông ấy có một cái biết sao mà mới ở, tôi phải thinh lặng, tôi mà nói ra là cái âm thanh nó bị bể á mọi người, tôi phải ở cho một cái nhẹ nhàng. Thì á, cái ông này á, ổng có một cái bài nghiên cứu rất là lớn về phẩm trật các cái thiên thần. Thì thực ra cái việc mà nghiên cứu về phẩm trật của các thiên thần á, có rất là nhiều người làm chứ không phải chỉ một mình ông này làm. Nhưng cái bài nghiên cứu của ông này á, lại là cái bài nghiên cứu mà được nhiều cái ứng dụng, và đến bây giờ thì nhiều cái nhà huyền học, nhiều cái những cái con người theo đuổi huyền học vẫn đi theo cái phẩm trật mà của cái ông này đã nghiên cứu. Thì cái ông này tên là Pisido Di từ từ này đọc bị lẹo lưỡi á nha, Pisido Dionysius. Đọc hồi mà đó, Pisido Dionysius. Thì cái ông này bản chất ổng á là một cái triết gia Kitô giáo, và ổng có những cái nghiên cứu về huyền học Kitô giáo rất là nhiều, và một trong những cái đó là về phẩm trật của các thiên thần. Về phẩm trật của các thiên thần là như thế nào? Tức là thiên thần các bạn phải hình dung là họ có những cái cấp bậc khác nhau, sẽ có thiên thần lớn, thiên thần nhỏ. Thì ra là cũng đúng là như vậy, nhưng mà theo đi á là thiên thần thì họ không có phân biệt lớn nhỏ, bởi vì khi họ đã là thần rồi thì họ không còn bị vướng bận bởi những cái thứ gọi là cấp bậc hoặc là những cái danh vọng, nên chúng ta cũng không nên họ gọi họ là lớn hay nhỏ, mà là theo đi nghĩ là thiên thần đó sẽ được phân chia theo cái trách nhiệm công việc của họ. Thì vô hình chung cái ông mà Pisido Dionysius này, ổng phân chia ra là có 3 bậc thiên thần, bậc 1, bậc 2, bậc 3, được chia theo cái cấp bậc là thiên thần gần Chúa và thiên thần gần người. Thiên thần gần Chúa là sao, mà thiên thần gần người là như thế nào? Thiên thần gần Chúa là mấy thiên thần đó đứng cạnh Chúa, thường xuyên xuất hiện ở những nơi ở thiên đàng và hầu cận cảnh Chúa, dạng giống như là giờ mình tưởng tượng Chúa là hoàng thượng đi ha, là mấy thiên thần đó như là quan tể tướng, rồi xong mấy cái quan lớn trong triều gần hoàng thượng để mà hầu hạ hoàng thượng đó, dạng giống vậy. Còn thiên thần bậc 2 gọi là những thiên thần quản trị này là tôi bịa ra nha, nói chung là nó gọi là thiên thần bậc 2, nhưng mà gộp lại cái ý nghĩa chung của những cái thiên thần bậc 2 gọi là những thiên thần quản trị. Tại sao gọi là thiên thần quản trị? Bởi vì cái chức năng của họ, cái chức năng lớn nhất của họ là giúp Chúa cai quản những cái thứ trên sự sống, như cai quản cái trật tự của sự sống nè, cai quản trật tự di chuyển quỹ đạo của các vì sao nè, rồi cai quản trật tự của quyền lực trên thế giới nè. Và rồi họ như thế nào nữa? Họ cũng sẽ đem đến những cái thông điệp từ vũ trụ, đem đến những cái sự sáng tạo cho con người về mặt khoa học, nghệ thuật và kỹ thuật đó, về cả tâm linh nữa. Thì những cái vị thiên thần này á, giúp ích rất là nhiều, bởi vì họ là những cái người trực tiếp đem những cái thông điệp vũ trụ đến, và nhất là những cái con thầy bà hoặc là những cái người nào mà làm về tâm linh, những cái người nào mà dạng giống như tiên tri á, thì thường rất là sùng kính các cái thiên thần này, bởi vì họ chính là những cái người trực tiếp đem những cái thông tin, những cái thông điệp từ Chúa, từ vũ trụ đến cho con người. Thì tới tiếp cuối cùng đó là thiên thần bậc 3, đó là thiên thần gần người. Thì thiên thần gần người là như thế nào? Thiên thần gần người thì chúng ta có thể mường tượng trong cái thế giới nha. Người ta nói là
mình hay nói cái câu là có quỷ thần chứng giám hai bên á, vậy như mình nói ra một cái câu nào đó, ừ tao thề có quỷ thần chứng giám hai bên. Thì thật sự là trong trong cái giáo lý Công giáo á, có một cái thuyết gọi là ừ khi mà một con người chúng ta sẽ luôn luôn có một con quỷ hoặc một thiên thần ngồi trên vai á, thì thiên thần sẽ đại diện cho một cái bên não, luôn sẽ nhắc nhở mình làm những điều tốt đẹp, còn quỷ sẽ là như một cái sự cám dỗ bên trong con người, nên cho thấy được con người luôn luôn có hai cái mặt trái ngược với nhau á. Thì một trong những cái vị thiên thần gần người cũng chính là cái vị thiên thần luôn luôn đi theo để nhắc nhở con người làm những cái việc lành. Còn tiếp tục bên cạnh đó thì có những cái vị thiên thần gọi là vị thiên thần hộ thủ, Guardian Angels, gọi là thiên thần hộ thủ. Thì thiên thần hộ thủ là như thế nào? Thì những cái thiên thần này họ sẽ nâng đỡ bạn những cái lúc mà bạn cô đơn, những cái lúc bạn thất vọng, những cái lúc mà bạn gặp nguy hiểm, thì những cái thiên thần này sẽ họ sẽ được cử tới để bảo vệ bạn nếu số bạn chưa tận. Nếu số bạn chưa tận nha. Còn nếu mà nếu mà trong cái quyển sách nó ghi là ngày hôm đó là bạn thấy đó là end game rồi đó, là thì là thôi chấp nhận đó chứ sao giờ. Chứ còn là nếu mà bạn số bạn chưa tận thì vũ trụ và thiên chúa luôn sẽ gửi đến cho bạn những thiên thần hộ thủ, Guardian Angels đó. Thì bên cạnh đó là sẽ còn những cái thiên thần khác nữa, như là thiên thần bảo vệ cho mùa màng, thiên thần bảo vệ cho ẩm thực, nghệ thuật, khoa học, cuộc sống, thưởng thức, rồi shopping, rồi hội họa, rồi make up, rồi blogger, rồi youtuber. Nói vậy thôi thì các cũng không biết có không, không biết có thiên thần hỗ trợ cho youtuber không. Nhưng mà tôi biết là trong các tổng lệnh thiên thần á, thì có thiên thần là một cái tên thiên thần là Uriel. Thiên thần Uriel là thiên thần bảo trợ cho sự sáng tạo, thì nghĩ rằng là youtuber nên lấy thiên thần Uriel này ra làm thiên thần đại diện á. Thì ở một cái tập khác đi sẽ nói về những cái thiên thần mà có những cái tên gọi mà chúng ta hay biết hoặc đã từng nghe qua, hoặc là những cái thiên thần khá là nổi tiếng. Còn trong cái tập này thì đi sẽ phân tích sơ bộ về cái phẩm trật, cái trật tự của những cái thiên thần đó thôi. Thì bởi vì những cái tên của những cái vị thiên thần này rất là dài, cho nên đi không tài nào có thể nhét hết vào đầu được, phải ghi chép lại thôi. Cho nên đây, đây cái cuốn sách trở về tuổi thơ của Đi, đây, Đi đã ghi ở trong đây. Và Đi cũng sẽ mở ra để mà Đi thuyết trình với mọi người thuyết trình thôi nha, chứ là tôi cũng nắm bắt được đó. Thì bây giờ mình sẽ nói lại là trong cái phẩm trật thiên thần đó thì họ có 3 cấp bậc. Thì cấp đầu tiên người ta gọi là những thiên thần gần Chúa. Thì những cái thiên thần gần Chúa người ta có đầu tiên là Luyến thần, Minh thần, Bệ thần và Ngai thần. Bệ thần và Ngai thần là một bậc nha, là một nha. Là Luyến thần, Minh thần, Bệ thần và Ngai thần. Rồi thì Luyến thần, Minh thần, Bệ thần, Ngai thần này họ sẽ làm những cái công việc gì? Luyến thần được mô tả là những cái vị thiên thần á, họ có 6 cái cánh, hay là gọi là 3 cặp cánh á. Hồi nãy tôi quay cái tập kia tôi vừa mới bỏ là bởi vì tôi nói có 6 cặp cánh, của điên không? Là có 6 cái cánh là 3 cặp. Đó, 2 cái để bay, 2 cái để che thân và 2 cái để che mặt. Mọi người sẽ nghĩ là ủa tại sao bay mà còn che cái mặt lại rồi thấy đường đâu, rồi bay tai nạn đường không, nó mắc cười lắm. Nhưng mà không phải mọi người, bởi vì họ luôn luôn là những cái người túc trực ở bên Chúa. Thường thì người ta nói là Luyến thần á, Luyến thần là Seraphim. Seraphim thì là thường có 4 người, nhưng mà Đia thì chỉ biết hai cái tên khá là nổi tiếng là Seraphiel và Metatron thôi. Đó là một trong những Seraphim rất nổi tiếng. Thì thường họ có 4 người, và những cái Seraphim đó được mô tả là một cái người là một hình dạng thôi nha. Mô tả hình dạng á là những cái người là những cái thiên thần có 6 cặp cánh bay, lại 6 cặp cánh, là 6 cái cánh bay xung quanh Chúa luôn luôn, họ túc trực ở đó và họ phát ra những cái ánh sáng mà chúng ta không thể nhìn trực tiếp vào đó được. Thì kiểu những ánh sáng rất là chói chang, và ngày đêm họ sẽ ở bên ngai vàng của Chúa để ca tụng Ngài. Cái tiếp theo đó chính là Minh thần. Minh thần Cherubim. Minh thần Cherubim này dùng để làm cái gì? Thì đầu tiên á, Minh thần Cherubim là những cái người sẽ cai quản vườn địa đàng nè, cai quản cây sự sống và cai quản cái bệ thần, cái bệ thờ, cái ngai vàng của Chúa nữa. Thì họ sẽ ngồi đó. Mọi người sẽ hỏi tới cây sự sống là cái gì, thì mọi người phải nhớ lại là không biết là mọi người có biết cái câu chuyện này không, bởi vì nó cũng khá là nổi tiếng. Theo cái huyền học của phương Tây á, người ta lý giải cái sự xuất hiện con người á là Thiên Chúa tạo ra ông Adam và bà Eva là hai người đầu tiên. Sau đó thì hai cái ông bà này á đã ăn một cái quả bị cấm, tức là quả của cây sự sống ở giữa vườn địa đàng, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Thì cái cây sự sống đó chính là cái cây mà hiện tại các cherubim, hay còn là các thiên thần, các minh thần đang canh gác. Các minh thần đang canh gác. Và cái bậc và cái bộ phận cuối cùng trong cái bậc một này là ngai thần và bệ thần. Ngai thần chính là cái ngai, mà bệ thần cũng chính là cái bệ. Thì cái bệ nó ra như thế nào? Bệ thần hay người ta còn gọi là ophanim. Ophanim á được mô tả là hình dạng của những cái vòng xoay, nó giống như những cái bánh xoay lồng ghép vào nhau, và nó xoay liên tục phát ra những ánh sáng, và trên những cái bánh xoay đó đầy những mắt. Thì Ophanim đại diện cho cái gì? Đại diện cho uy lực, sự công bằng và kiến thức và sự tri thức, cũng như là sự nhân từ của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, cái ngai vàng thì thể hiện cho sự cái quyền bính của Chúa trên cái cõi địa cầu này. Và cái ngai vàng đó nó thể hiện cho việc nữa là đó là một cái
dạy dạy một cái sự linh thiêng và luôn luôn và Chúa là một cái gì đó rất là vững chãi dạy giống vậy đó. Thì cái vị ngai thần hay còn gọi là Thorns, thì cái vị Thorns này á sẽ ngày đêm không ngủ, thì nói chung là trong sách người ta là ghi là ngày đêm không ngủ, thì đi không biết là những vị kia có ngủ hay không hay là chỉ là con mình cái ông Thorns này là ông không ngủ thôi, thì những người khác vẫn ngủ như Cherubim và Seraphim thì vẫn ngủ, tôi không biết nha. Thì chắc là ngày đêm không ngủ để mà túc canh bên cạnh cái ngai tòa của Chúa, thì đó chính là thiên thần bậc 1. Bắt đầu mình qua tới thiên thần bậc 2 nha. Thiên thần bậc 2 chúng ta có quản thần, dũng thần và quyền thần. Quản thần, dũng thần và quyền thần ha. Cái bộ phận của những thiên thần này sẽ làm cái gì? Những cái vị thần này á, họ sẽ giống như Đi nói á, bậc 2 là những thiên thần quản trị. Những thiên thần quản trị, họ sẽ gìn giữ cái trật tự của trái đất, gìn giữ trật tự của những cái thế giới song song với nhau, và họ sẽ gìn giữ cái trật tự của những cái hành tinh quay xung quanh, quay xung quanh chúng ta đó. Chứ là đây là những cái vị thiên thần gọi là quản trị sự sống, quản trị không gian, quản trị thời gian dạng giống vậy đó. Thì quản thần hay còn gọi là Dominus, Dominus được miêu tả là một cái vị là những cái vị thiên thần rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp, và các ngài có cái đôi cánh màu trắng, các ngài có đôi cánh màu trắng, và trên cái đầu cái ngài sẽ luôn luôn có một cái thanh gươm ánh sáng, cái thanh gươm ánh sáng trên đầu. Cái đó là cách để phân biệt cái quản thần Dominus. Tiếp là Vitus, Vitus hay còn gọi là dũng thần. Dũng thần thì thường những cái người này sẽ có cái nhiệm vụ là điều khiển cái vòng xoay của các hành tinh trong vũ trụ. Và cuối cùng là quyền thần hay là power. Quyền thần sẽ là cai trị hay gọi là quản trị cái quyền lực của các quốc gia, hoặc là quyền lực của những cái thành phần bộ lạc được sống trong cái vũ trụ toàn năng này dạng giống vậy. Thì những cái vị power này sẽ luôn luôn đảm bảo rằng là sẽ có cái sự công bằng giữa loài người. Cho nên tới lúc này mọi người sẽ nói là không, không có, vậy là sai. Tại sao nếu mà có sự công bằng vậy thì cái nước này đâu giết nước kia, rồi nước này nó không có sanh lòng tham nước kia. Các bạn ơi, thiên thần là một, nhưng mà bên cạnh thiên thần thì còn có những thế lực ác quỷ nữa. Thì bạn cứ nghĩ đi, cái chiến tranh đó là những cái chiến tranh, những cái thảm khốc, những cái việc mà tận diệt nhân loại đó là những cái việc mà những cái vị thần linh hoặc là những cái vị sáng tạo, những cái đấng sáng tạo, họ không bao giờ mong muốn con người phải chịu đau khổ cả. Chỉ có những cái mặt xấu của con người, hoặc là chính bản thân con người, hoặc là những cái mặt đối chọi, những cái năng lượng quỷ dữ đó, những cái năng lượng cám dỗ con người làm những điều đó thôi. Cho nên các bạn đừng quên rằng là mặc dù có những quyền thần luôn cố gắng giữ gìn cái sự balance và healthy giữa cái cuộc sống nhân sinh này, thì vẫn sẽ có những cái con quỷ như Lucifer, Satan, Valak, vân vân và vân vân. Nếu mà có cơ hội thì Đi sẽ nói về một cái tập chuyên về vấn đề quỷ học luôn cho mọi người, nhưng mà cái đó là xa xôi lắm rồi. Bây giờ mình quay lại về cái vấn đề thiên thần này ha. Thì những cái vị thần này chuyên cai quản những thứ đó. Và cuối cùng chúng ta đến với những vị thiên thần gần người, hay còn gọi là vị thiên thần bậc 3. Thiên thần bậc 3 thì đầu tiên chúng ta sẽ có lãnh thần, tiếp theo chúng ta có tổng lãnh các thiên thần, và cuối cùng mới là thiên thần. Thì lãnh thần có một cái từ rất là dài, đó là principalities. Principalities đó là lãnh thần. Cái lãnh thần này dùng để làm gì? Những cái vị lãnh thần này sẽ thường cộng tác chung với cái vị quyền thần là power á. Cái vị quyền thần và lãnh thần này sẽ chuyên cho đến cái việc rằng là cái vị lãnh thần thì chuyên cho cái việc rằng là đem đến những cái gì, những cái cung bậc cảm xúc cho con người nè, gợi cho con người những cái sự sáng tạo, hoặc là đem đến cho con người những cái tri thức về mặt khoa học, kỹ thuật và huyền học. Đó là những cái vị lãnh thần. Tiếp theo chúng ta có tổng lãnh các thiên thần, người ta còn gọi là Archangel. Archangel thì vô hình chung đến bây giờ thì rất là nhiều sách nói là Archangel có 7 vị, nhưng mà theo cái sự nghiên cứu của Đi á, trong rất là nhiều những cái nền tôn giáo mà có chung cái gốc là Do Thái giáo á, thì Archangel được hệ thống là rất là nhiều những cái vị thiên thần khác, chứ không phải chỉ có 7 vị. Mà nhất là trong cái nền tôn giáo đó là Công giáo Roma á, thì có 3 vị Archangel rất là nổi tiếng. Nếu các bạn là người đạo Công giáo thì các bạn luôn luôn biết đến những vị này, đó chính là Gabriel, Raphael và Michael hay là Michael á. Thì ba cái vị này, ba vị rất là nổi tiếng trong Công giáo Roma. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những cái vị như Uriel, Zachariel, đó là những cái vị Samuel chẳng hạn, đó là những cái vị rất là nổi tiếng trong những cái nền tôn giáo khác mà nó có chung gốc là Do Thái giáo. Ok, thì một cái tập tiếp theo, tập nào đó thì Đi cũng sẽ nói về những cái Archangel này một cách kỹ lưỡng hơn, và những cái quyền lực cũng như những cái hình dạng của những cái vị Archangel này đó. Thì những cái vị Archangel này sẽ là như thế nào? Họ sẽ theo dõi cái thứ tự và cái trật tự của xã hội loài người, cho nên là dường như có thể nói là họ sống giữa loài người luôn. Và cuối cùng mới là đến thiên thần, là bậc Angel. Thiên thần bậc Angel thì như Đi có
nói là đó là có thể là những thiên thần hộ thủ nè, những cái thiên thần bảo trợ cho cái này, bảo trợ cho cái kia, ví dụ như là thiên thần bảo trợ cho nghệ thuật, thiên thần bảo trợ cho cái sắc đẹp, thiên thần bảo trợ cho nữ giới, cho cộng đồng LGBT, thiên thần bảo trợ cho con này con nọ con kia đó. Ví dụ này là tôi nói ví dụ thôi nha, để cho mọi người hình dung và dễ hiểu một chút. Thì đó chính là cái phẩm chất của những cái thiên thần này. Và thế là các bạn mà Kitô giáo, các bạn sẽ nói là ủa tại sao đi á là người Công giáo mà đi lại học Tarot, rồi nếu là như vậy nó có sai, lại có sai với cái niềm tin tôn giáo của chúng ta hay không? Nếu mà chúng ta xét theo lý, thế nào lý là luật lý á, thì thật sự là đi đang làm sai. Tức là những người trong đạo Công giáo thì họ phải luôn luôn giữ vững một cái niềm tin là chỉ có một Chúa mà thôi. Nhưng mà đi thì là một cái người rất là ham thích cái việc mà nghiên cứu về những cái nền tôn giáo khác nữa, cho nên đi có một cái open mind về những cái nền tôn giáo khác, là họ đi vẫn rất là tôn trọng họ, và đi nghĩ rằng là tôn giáo là nằm trong tâm tưởng của chúng ta, và chỉ cần chúng ta là sống tốt và chúng ta không làm sai với những cái gì mà Thiên Chúa cũng như những cái đấng tạo hóa, những cái đấng tối cao hoặc là những cái đấng giác ngộ đã lập ra, đã nói là những cái điều đó là những điều con người không nên làm, thì chúng ta chỉ cần sống theo những cái chuẩn mực đó thôi là chúng ta đã trở thành người tốt rồi. Còn bên cạnh vì lý do tại sao mà đi lại muốn học Tarot là bởi vì trong Tarot nó chứa đựng rất rất nhiều những cái gọi là những cái kiến thức liên quan đến Công giáo, liên quan đến những cái nền tôn giáo khác nữa. Nếu mà nói xạo thì không hề nha, không hề nói xạo luôn. Bởi vì nếu mà các bạn bạn nào mà đang là reader tarot đó, các bạn có thể lật ra cái bộ bài các bạn, thì nhất ở một số lá, ví dụ như là lá The Wheel of Fortune nè, các bạn sẽ thấy bốn góc đó, các bạn đang nhìn thấy được luyến thần, các bạn đang nhìn thấy được luyến thần Seraphim đó ở bốn góc đó. Và tiếp nữa ở lá The World cũng vậy, và tương tự ở lá Chickermans có những thiên thần báo thức cho cái việc thiên thần báo cho cái việc gọi là ngày tận thế trong cái lá Chickermans, và cả những cái thiên thần chúc phúc cho tình yêu ở trong cái lá The Lover. Và bên cạnh đó thì vẫn có những cái nền, vẫn có những hình ảnh của Saturns trong cái nền trong bộ bài, thì cho thấy được trong cái bộ bài Tarot đó, nó chứa đựng rất là nhiều những cái gọi là những cái tri thức từ những cái nền văn hóa khác nhau. Nên là mắc gì chúng ta không nghiên cứu về nó, miễn sao chúng ta vẫn sống đúng với những cái gì nó là cái căn cốt của một con người tốt là được rồi. Chúng ta không giết người, không có những cái hiểu lầm lạc về một cái ý niệm nào đó là được rồi. Còn quan trọng á là về cái mặt cảm tính, thì đi cảm nhận rằng là những cái tri thức mà đi đang được lĩnh ngộ á, thì đó cũng là một cái ơn phúc mà của Chúa đã ban cho đi. Bây giờ nếu mà Chúa không tạo ra cái cơ hội cho đi tiếp xúc với những cái quyển sách đọc về tôn giáo nè, thì đi cũng không biết đến những thứ này, không biết đến Tarot, không biết đến những cái thứ gọi là những cái huyền học tâm linh như thế này bây giờ. Nên thật sự nếu mà đi hiểu biết như thế này thì đó cũng là nhờ ơn Chúa. Cho nên là nếu mà bởi vì đi có nhận được một vài câu hỏi của các bạn đến từ các bạn hỏi là nếu mà người Công giáo thì có được học hay không á, bởi vì họ sợ là họ đang làm sai luật á, thì đi nói hẳn á, nếu mà các bạn xét theo luật đúng thì các bạn đang sai, nhưng các bạn hãy nhìn nó theo một kiểu bạn đang có cái sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, và hãy luôn luôn, thì cái này chỗ tôi đang nói giống như đang nói cho những người đạo Công giáo nghe vậy đó, các bạn hãy luôn luôn đặt cái tâm của mình vào cái việc đó, bạn nên phân biệt cái nào đúng cái nào sai. Và bên cạnh đó thì đi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái bộ bài mà có liên quan đến cái vị Archangel hay là gọi là vị tổng lãnh thiên thần. Ở đây có một cái bộ bài này nó tên là gì quên rồi, để hỏi cái bạn cho đi mượn cái bộ này, do là đi không có bộ này nhưng mà đi biết cái bộ này là của học trò đi. Cái bộ này nó tên là gì em? Archangel luôn á. Bộ này nó tên là Archangel Tarot nha mọi người đó. Đây, như ở đây chúng ta hãy có thiên thần Haniel nè, thiên thần Ariel đại diện cho nhà gậy nè, thiên thần Ariel đại diện cho lá Strength nè, Raphael nè, đó thấy không? Mikael nè, đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là những cái kiến tri thức này được áp dụng vào Tarot là có chứ phải là không. Bên cạnh Tarot thì chúng ta vẫn có những cái thể loại khác, ví dụ như là Oracle. Đây, ở đây đi cũng có một bộ Oracle, bộ này là của Dia. Cái bộ này mang tên là Angel and Saint Oracle. Đây, ở đây chúng ta có lá Confidence, lá của thiên thần Mikael, lá Confidence, lá Helpful Itings, lá của thiên thần Raphael. Và ở đây chúng ta có lá Vision, lá của những thiên thần hộ thủ, Guardian Angel, thấy không? Practice, Guardian Angel tiếp. Và những cái ý niệm tôn giáo là những cái ý niệm được Tarot cũng như những cái nền, cũng như những cái công cụ huyền học này nó đặt để rất là nhiều. Cho nên là vì là nếu mà các bạn là một người thuộc một cái tôn giáo nào đó, các bạn cũng đừng ngần ngại học Tarot hay học Oracle gì hết, bởi vì là hãy cứ open nó. Nếu mà bạn là người Phật giáo thì các bạn muốn thích học thì các bạn có thể tìm những cái bộ bài nào mà liên quan đến Phật giáo, gì có cái bộ Buddhism Tarot nè, rồi các bạn nào mà thích
Hindu thì nó cũng có những cái bộ bài liên quan đến Ấn Độ, liên quan đến Hindu, có liên quan đến chakra. Rồi những cái bạn nào mà thích về phương Tây như là Bắc Âu chẳng hạn, về Bắc Âu chẳng hạn, cũng có những cái bộ bài như là Odin, rồi xong là những cái bộ bài liên quan đến những cái truyền thuyết khác nữa. Rồi bạn nào thích Shinto thì cũng có những bộ bài của thần đạo Shinto. Bạn nào thích Trung Hoa cũng có bộ bài Trung Hoa. Và bạn nào thích Công giáo thì cũng sẽ có những bộ bài của Công giáo. Ví dụ như lúc trước thì Đi đang định mua một cái bộ mà tuy nhiên bây giờ bộ đó đã không còn nữa, bởi vì là người ta đã dừng xuất bản rồi. Đó là bộ Holy Spirit, Holy Card Tarot. Nó là mỗi cái lá bài là được lấy ra từ những cái điển tích trong kinh thánh, rất là hay luôn, mà Đi không có kịp để mua luôn mọi người. Đó, đó, ok. Và cái clip của Đi đến đây cũng đã rất là dài rồi. Đi mong rằng là qua cái clip này thì mọi người có thể hiểu sơ bộ về thiên thần là cái gì nè, phẩm trật của họ, và rồi là cái thiên thần có xuất hiện trong tarot hay không. Và nhất là quan trọng đó là nếu các bạn đang mang cho mình cái tín ngưỡng nào đó, các bạn có nên học tarot hay không. Thì clip của Đi đến đây cũng là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bây giờ thì nhớ bấm like và subscribe kênh channel của Dear nếu có thể, và theo dõi Dear trên những cái phương tiện truyền thông khác nữa nha. Bây giờ thì bye bye.